năm nay là giữa cái thiên địa rồi. Thì bây giờ mà theo lực âm dương của trời đất á, thì bây giờ hậu nhất thinh tiêu hết cụ lao. Sau khi nghe một cái tiếng nổ rồi, nhị niên chí khổ đầy lao cho người. Mà Đức Thầy ra đời dạy đạo từ năm 1939 á, quý vị nên biết rằng là thời gian đó là thời gian còn nuôi dưỡng ngang, nhưng mà thời gian từ năm Tý trở đây không còn nuôi dưỡng nữa. Bây giờ Đức Thầy nói thế này thì quý vị thấy coi nó phải đến cái lúc chưa. Thầy nói khắp thế giới, khắp thế giới là không riêng nước nào, cửa nhà tan nát. Ở đây đó không phải là mất luôn một cái nước nhất lên tiếp. Ngày xưa là sáu châu, mà cái nước Atlantis đó là sụp xuống hoàn toàn là còn biển không, là mất luôn cái nước Atlantis, là chỉ còn trong cái năm châu. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy nói là khắp thế giới mà cửa nhà tan nát. Mà tan nát cái gì? Bởi vì đó là đây không phải là mất như cái nước Atlantis mà sập nhà sập cửa. Bây giờ qua cái trận là động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì động đất đó là chết trên 50.000 người. Như vậy thì Syria đồ đó là chết cửa là trên 50.000 người. Như vậy thì người ta quý vị giờ thấy đi, cái tưởng tượng mà cái chết, cái người mà chết như vậy, quý vị thấy có phải bay hồn cái vía chưa? Nhưng mà chưa là mấy đâu. Cái đó là cái cảnh tượng để báo hiệu thôi. Như vậy thì bây giờ khắp thế giới cửa nhà tan nát. Rồi bây giờ riêng cái là không nước về Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia bị cái động đất là sụt nước xuống, nước dâng lên và đưa vào bờ đó, ta gọi là sóng thần đó. Thì nhà cửa bứng trâu như gió, và xe nó chạy sờ đùa. Rồi đâu nữa? Ở nơi Nhật Bản. Nhật Bản thì quý vị có nghe là vừa qua bé Bảy với Ngọc Hoang đồ mà đọc đó là phong ba biến chuyển mà cái quỷ nhất đó. Quý vị thấy nhà cửa trâu thì ghi hồn chưa? Cái đó có bay hồn kiếm vía chưa? Cái đó là một phần cho phần ngàn thôi quý vị. Rồi đây chúng tôi sẽ bằng tách thêm những giai đoạn sẽ đấy. Thêm cái phần ở Trung Quốc bây giờ đó, quý vị nên biết rằng là những cái cơn lũ quét, lũ ống, rồi dồi rầm. Mà bây giờ cảnh là di dân, tản dân gì bây giờ đó, cảnh là màn trời chiếu đất chưa từng có. Rồi nào là ở Mỹ, tự nhiên bây giờ bão lửa. Lửa bây giờ bão nó đang, nó là cháy lên thì bão tới nó lửa rùa rùa cháy, tàn phá không biết bao nhiêu. Rồi bây giờ tới Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta là cái vùng núi non mà quý vị biết là hồi đó giờ mình đâu có khi nào bị lụt gì. Có những nhiều người ta lên trển người ta nói hồi đó gì không thấy đó đó. Nhưng mà Đức Thầy đã cho biết trước đó là hỡi bá tánh rừng sâu khó có mạch. Hỡi bá tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Ngày xưa nó dùng đất Cao Miên này là cái vùng là Cao Miên, cái vùng đất của người dân tộc. Xưa thì ông bà chúng ta đánh đuổi đất Cao Miên, dần dần chiếm về tới đây. Chứ còn mà cái ông bà chúng ta ngày xưa ở miền Bắc á, chẳng phải trong này đâu. Mà Đức Thầy cho biết đừng chưa lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống lạc hồng tưởng cổ. Ông bà chúng ta là gốc ở miền Bắc á, chẳng phải trong này đâu. Nhưng mà nghĩa là đánh đuổi dành để là đắc lại cho con cháu chúng ta hưởng nữa. Ngày hôm nay gọi trong đó cũng gọi là ăn đất nước. Nhưng mà Đức Thầy khuyên chúng ta là hãy mau khuy sớm chiên cần, đặng xem chư quốc đó non tầng dành chia. Bởi vì năm cái non này nó nằm trên vùng đất Cao Miên gọi là non tầng. Như vậy thì hôm nay những cái mạch nước này, trong đó đó là gọi là thủy quyển. Thủy quyển nó là nước đang tràn lên, mà tràn lên thì nó đụng với cái đất đó, nó tuôn đất xuống. Mà nó tuôn đất cái này là chỉ là những cái cảnh cáo là cái ngày sắp tới. Mà theo lời riêng tri của ông Ba cho biết á, là âm thinh á, rao khắp thinh không. Âm thinh là ở trên trời mà chúng ta nghe dân dẫn là nó nói là bây giờ phải đi nghe. Trái đất sụp ra, đi nghe, chứ không thôi là núi tan đó. Nên vì lẽ đó mà ông Ba cho biết là âm thinh rao khắp thinh không. Ba đêm diệt trước á, minh mông cứu người, núi tan đất sập bớ người, di sơn mà đảo hải thương người không tin. Như vậy thì bây giờ đó là những cái thời gian mà khoa học bây giờ đó, tôi nói quý vị là nó hiện đại lắm, nó giỏi lắm, chứ không phải không đâu. Bị nó địa tiên tà phép đa đoan mà, chứ không phải chuyện là đơn giản đâu. Địa tiên tà phép đa đoan thì nó đang lấy tạo hóa thiên nhiên ở trên nó là thế gian này nè. Từ cái công việc lấy dầu của mỏ dầu của các nước
là nó lấy cái số dầu đó đó. Mà cái trái dầu là cái gì? Dầu là nó đang đội trái đất lên. Thì khi lấy dầu đó là để cung liệu cho tất cả chúng ta đang xài đây. Rồi đó là lấy dầu quá thì nói chung ra đó là chất dầu nó không còn đổ trái đất nữa. Thì bắt buộc là trái đất chỗ này nó sụp xuống, chỗ kia nó động, chỗ kia nó răng nấy rồi, là do chúng ta lấy quá nhiều cái dầu đi. Nó ảnh hưởng đến trái đất chúng ta. Qua phần thứ hai thì nó lấy của thiên nhiên tạo hóa đó, chế giới từ máy bay, từ điện lực này kia rồi, nó lấy trong không khí này trơn rồi. Nghĩa là nó mới xảy ra những lắm sự tai ương. Đức Thầy đã cho biết là do cái tai ương đó đó mà con người nó sanh ra cái tai họa, cái biến cái sự lớn. Nên sự vừa qua thì quý thấy cái môi trường mà ta nghĩa là đốn phá mà rừng đó, nó thuộc về đó là cái giai đoạn là nói chung là không còn nuôi dưỡng cái chất oxy nữa, thì đó là nó sẽ đến nóng cực độ được cực độ. Hôm nay xin thông tin cho quý vị biết thêm là đài nó đang báo là từ cái tháng 8 năm nay cho đến cuối năm nay và 2024 luôn, thì cái nano này nó nóng cực kỳ, nó nóng không thể tả nổi. Giờ có chỗ thì nước sẽ dâng cao quá cao, có chỗ thì thiếu nước. Mà đài đang báo là năm nay đó cái nguồn nước mà nước biển triều cường dâng cao đó, những cái bị nước bờ gần biển đó đều là nước bị dâng cao hết. Thì khi mà nóng nước nano này nóng quá đó, nước biển sẽ đi xâm nhập vào cái vùng đất đó là phì nhiêu chúng ta. Từ cái đất nào mà ở gần cái nông nghiệp và khu công nghiệp đó ha, là nước biển dâng cao, triều cường dâng cao, chứ mình kiện nước là nó nhập vô nước biển, sau này nhập rất là sớm, đi sâu vào đó là không còn nước để tưới tiêu cây trái. Còn nếu mà nó đồi cao nguyên đó là không còn nước tưới tiêu mà tưới tiêu. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy đó nói trước rồi, Đức Thầy chỉ biết là đến chừng đó sơn băng mà kiệt thị, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng mà cảnh áo não kể sao cho xiết. Ở đây đó là Đức Thầy nói cho chúng ta rõ biết đó là không phải núi nổ, mà nơi tảng băng nơi Nam Cực Bắc Cực đó là bển đó, là tảng băng nó lớn đó. Mà khi mà nhiệt độ quả cầu này nó nóng quá nóng đó, là những tảng băng nó rã ra nó xuống dưới biển, nó là nước biển sẽ dâng cao lên. Thì dâng cao lên đó là nhập vô cái nước mặn, nước ngọt đó, nó đùa đi là chúng ta vào cái vùng đất liền, chúng ta không còn nước uống nữa. Như vậy thì bây giờ đến chừng đó sơn băng mà kiệt thị, ở đây không phải là tự nhiên nó khô hết, mà đôi khi nó cũng không có còn nước uống. Tại vì bởi vì cái là nước biển nó nhập vô đâu còn nước uống nữa. Rồi từ chỗ đó thì đúng theo lời tiên tri của thầy là sơn băng kiệt thị là không còn nước uống. Khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nó mắt rưng rưng mà cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta dạy thế là vì tình thiệt. Thầy vì cái tình thương đại nguyện lớn lao mà dạy thiệt cho mình. Thế mà đôi khi chúng sanh bây giờ cũng không còn, nghĩa là bao nhiêu người tin những cái Phật Pháp để rồi chạy theo nó là danh lợi. Nhưng mà danh lợi bây giờ đâu còn là như hồi xưa nữa. Thiên cơ thế giới đã biến chuyển thì từ rài trần hạ lợi danh trôi. Nó trôi hết, không có còn nào mà giữ nguyên đó. Nên ông Ba cho biết là thương ba năm không chợ chín chiều. Nhà không người ở niệm nhiều nam mô, thay chết không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống nam mô độ nào. Chứ tôi nghe đài hôm rồi tôi nói là nói vậy là tôi nghe nói là tôi rung mình nữa. Cái tình trạng kỳ này tới là cực kỳ. Thì bây giờ đó là những cái chuyện mà tất cả công ty này, tất cả những việc làm ở đây chúng ta lo cơm tẻ ngày hai nó khó lắm. Bởi vì lý do sao vậy? Cái thời kỳ các ngài không còn nuôi dưỡng nữa, gọi là khắp thế giới cửa nhà tan nát. Không phải riêng gì các nước khác đâu, mà Việt Nam chúng ta vừa qua quý vị có nghe cái thông tin là bị cái rồi dòng dầu rồng chưa? Nghĩa là chỗ này mấy chục căn nhà, chỗ kia mấy chục căn nhà, đó là hốt đi một cái là không còn cái nhà nào đó, mà chỉ còn cái nền thôi. Đó. Như vậy rồi bây giờ nước biển nó là đang dâng lên thì chăng chàng dài đấy, mà tôi đã mới nói ngày qua kia đó là tôi nói đây chỉ một trên phần ngàn của cái ngày Đại Hồng Thủy thôi. Chứ còn cái thầy mà nói đến ngày Đại Hồng Thủy đó, bữa nay xin nhắc lại mọi chuyện, nghe tới ngày Đại Hồng Thủy và cái ngày trả quả là cái ngày phải cuồng phong trước đó, chứ không phải ngày chiến tranh trước đâu. Bữa nay nói cho mọi chuyện nghe là cái ngày tới đời là cái ngày cuồng phong trước đó. Lúc đó là ông Nam Hiệu đó, là ông phát tâm ông tu. Ông tu rồi thì lúc ông đi Sài Gòn đó là ông theo thầy đi Sài Gòn. Thì thời gian ông bệnh đó là ông mới về nhà thì Đức Thầy mới thăm ông Nam Hiệu. Trong lúc đó cũng có nhiều anh em đạo, thầy nói đến cái ngày mà Đại Hồng Thủy đó,
là nước lên đi là không còn chỗ nào giặt gì mà chịu nổi hết. Thì tất cả vị đồng đạo hỏi thầy chứ vậy là chết hết cho thầy. Thầy nói ông chết hết. Thì lúc bây giờ là ông Văn Thù Sư Lợi đó là ông chèo thuyền Bát Nhã và cứu những người mà có tu niệm để nổi trên mặt nước. Còn nếu không tu thì không thể nào ông Văn Thù cũng cứu được. Nên gọi là Văn Thù Bồ Tát Từ Bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì Trần gian đó, gió đưa nước sống mượn loan rước người tu niệm xê sang mới tình. Ai mà ta giải chẳng dình thì sao đừng trách bất tình yêu đương. Thì những cái chuyện đó tôi đây hồi xưa tôi đã kể rất kỹ, nhưng mà hôm nay chỉ sơ lược qua thôi chứ không kể chi tiết lại. Rồi thêm Phật thầy ta nó ngồi trên mỏ ông cát với nước rửa tay. Rồi bây giờ quý vị nghe để thầy nói năm nay. Cái năm nay thì vừa qua rồi chúng tôi cũng trao đổi rất nhiều đề tài. Tôi nói về cái phần mà âm dương kết liễu. Thì năm rồi đó là qua cái dương, năm nay tới cái âm. Mà hai cái này là âm dương kết liễu. Mà âm là cái gì? Âm là chỉ cho cái bên phái nữ. Năm rồi năm dương, năm nay qua âm. Mà âm cũng chỉ cho ban đêm mà. Thì bây giờ đó là trời đang đó là đi vào một cái đoạn cực kỳ là trời sắp tối rồi. Trời đã hoàng hôn. Mà hoàng hôn là trời sắp sáng. Mà này nó lúc là quỳnh hôn. Quỳnh hôn là trời sắp tối rồi. Thầy chỉ biết là lúc quỳnh hôn đèn khí sôi đầy tìm nẻo thẳng đi về Cực Lạc. Mà trời đã sắp tối rồi mà bên nay là chỉ còn có một chiếc thuyền thôi. Một cái chiếc thuyền Bát Nhã mà Đức Thầy kêu mình bước xuống thuyền Bát Nhã. Đây là cùng cuối của buổi hạ quân hạ và trời đen tối đã đến rồi. Yêu cầu chúng ta bước xuống thuyền thôi. Chúng ta qua bên sông bên kia, nào là phố xá, nào là xe cộ, nào là tiệm quán ăn uống. Thì yêu cầu chúng ta bước qua thuyền thì chúng ta qua bên kia gọi là bờ Giác Ngạn. Thì chúng ta sẽ được an toàn. Còn ở bên đây là trời thì sắp tối và mưa giông sắp đến. Trong rừng thì nghĩa là cọp thì kêu, dượng thì hú và thú dữ thì kêu rền hết trơn. Thì đây là một cái đại quả sắp tới mà bây giờ còn níu tiếc gì nữa. Níu tiếc gì nữa mà chúng ta là ở một cái khu rừng này. Mà rừng này gọi là rừng Quang Du, là nơi rừng thiêng nước độc. Là chỉ còn an toàn là chúng ta nghe lời Đức Thầy. Tha thiện từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đương. Trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng trong đổi thay. Chữ phù văn phú quý nay mai luân với chuyện dời quang đổi lại. Như vậy thì bây giờ luân với chuyện dời qua đổi lại là những thời gian sẽ thay đổi rất là nhanh. Như vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy đã thả thiền từ rồi. Rồi bây giờ đó là Văn Thù Bồ Tát Từ Bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì Trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan rước người tu niệm xê sang thủy tình. Quý vị nên biết rằng là ông Văn Thù Sư Lợi là ông rước người tu niệm nha, chứ phải rước người ác à. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta ở nơi đây là nơi cái vùng đạo mà trời đã sắp tối rồi. Thì bây giờ đó là chúng ta phải bước xuống thiền. Mà thiền đó là gọi là thiền từ bi. Thiền từ bi thẳng cánh lướt sang mà qua đông độ giết người hữu đức. Ai có đức đó có ngày mới giết được. Quý vị có thấy lên cái ở chùa Thế Sơn không? Ở trước cửa chùa Thế Sơn nó là có cái ông Văn Thù Sư Lợi, ông chèo thuyền Bát Nhã. Ở dưới đó là ông chở toàn bộ là người tu không à. Ở trên này thì mấy ông kia là nhào nào là cầm á là chai rượu, nào là đầu quắn này kia đồ, rồi tiền bạc âm cấp đầm đồ mà quắc quắc quắc. Ông đâu có ghé, thấy không? Ông đâu có ghé đâu. Ông rất là người tu không à. Đó. Như vậy thì bây giờ đó là khi nói đến cái ngày mà Đại Hồng Thủy đó, tôi nói gì nghe thế này nè. Bây giờ Đức Thầy nói để đến việc phong ba. Mà phong ba đó là gió lớn á. Mà khi phong ba nổi lên rồi, nghĩa là nổi sóng ba đào. Quý vị thấy cái cơn bão số 5 mà 1997 đó,
mà cái năm đó là 1937 là cái trận nạn ếch nước chết ở tại Gò Công đó. Thì tới năm 1997 là ngày mùng 3 tháng 10 1997, cái cơn bão số 5 ha, là tàn phá ghe cổ tàu bè mà ở dưới Kiên Giang gọi là Ngọc Hiển đó. Tôi đó tôi đi xuống Ngụy Lào dưới đó, 21 đảo Cô Chon. Mà quý vị biết đó ha, cơn bão gì là bốn ngọn, ở ngoài bão vô, ở dưới bão lên, ở trên bão xuống, cuối cùng ở trong này ông hốt ra. Ông hốt ra là chỉ còn la trời thôi, chứ còn ba cái thuyền nó nằm trên cái đảo Cô Chon á. Mấy người cuộc sống ta kể lại đó. Thì quý vị thấy cái lực tuần hoàn tạo hóa này đó, ông trời ông nuôi thì dễ, mà ông không còn nuôi nó khó lắm. Bị thầy chỉ biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi, cùng xóm làng và thưa thớt bệnh hiu. Nhưng mà có cái câu sau thầy khẳng định cho mình đó là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Quý vị biết có chịu nuôi dưỡng không? Bây giờ thấy cái cây này bây giờ nó èo ọt quá rồi, người ta thấy không thể nào đó là dưỡng cây lấy trái được, người ta mới nuôi lại. Nuôi lại là ta mới dưỡng thịt thuốc men rồi vô. Mà hồi năm 36 đó, cái năm Ngọc Hoàng Vũ Sổ đó, ông nuôi dưỡng cho mình hoài tới cái năm 2020 là canh tí, mà thấy không được trắng. Bây giờ đó là cái thời kỳ này mà thầy chỉ biết là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng muốn sửa tiêu cho rồi. Ông cha thở trước ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Ông bà mình xưa là hiện tượng mà thế, mà Ngọc Hoàng lúc đó còn muốn vũ sổ đó. Còn bây giờ ông chỉ nghe cái thông tin trên mạng đây, còn cái nó lệnh đi nhậu đã gì cái chém đầu cái bà già nó, cái nó bỏ vô thùng rác vậy đó. Rồi đó là giết vợ, vợ giết chồng, rồi cho anh em sâu xé nhau tiền bạc. Thì cái thời kỳ này đó là ma tí xì ke, rồi ra xã hội gì nó đen tối trơn rồi, mà bây giờ còn chờ chờ đợi gì đó. Còn bây giờ chờ có mắt cái ngày đó còn nuôi dưỡng nữa đó. Như vậy thì bây giờ đó là nhân ngặt nổi gặp đời hỗn độn, hỗn độn là không còn lưng thường đạo lý gì nữa, gọi là câu quân thần phụ tử đã rời, gã đại trăng à. Rồi bây giờ đó là trong cái việc anh em gia đình cha mẹ nuôi dưỡng ra là cái cục máu sắn ra chia thế này thế kia, cuối cùng rồi đó là anh em cấu xé quánh lộn quánh lạo đâm chém nhau dành gì tiền bạc gì lợi danh không. Mà ông ba cho biết là người xưa nó hen như thể gỗ tròn, ngày nay bắt giác mà ra còn lủng lăng. Người xưa người ta hiền lành hiền từ lắm, có như bây giờ đó là có người gì nghĩ tới cái tiền bạc không. Rồi đó là ở thị thiền đua chen sướng khởi, tất cả năm châu thế giới này quý vị coi, những là có tiền có bạc rồi thì mua xe mua cộ tàu bà tàu cho bè, mở công ty này mở công ty nọ, còn ai khổ thì kệ ai. Nhưng mà mình nhớ rằng cái lúc này là các ngài nuôi dưỡng mình nè, nuôi dưỡng từ năm 1936 tới nay nè. Rồi bây giờ mình không nể cái công ơn của là Phật pháp, rồi đôi khi đó mình có tiền có bạc rồi ý mình nghĩa là có của giàu sang rồi phụ mà khinh tâm tổ nữa, rồi ai nói đạo gì mình cũng chê bai rồi không chê Phật pháp, tối ngày nhậu lai ra đó. Rồi chân ở chỗ đó là cái giờ mà cúng đó, tôi nói vậy nha, cái người đạo mà tới giờ mà cúng mình mở ra mà mình ca hát đó hen, là nó tổn phước vô từng chưa từng có. Tại vì đó đây là cái dùng Phật pháp tăng người ta tu hành mà mình, nghĩa là đem mình ca mình hát mà ta không cúng lại được là mình giảm phước, giảm phước rồi đó là mình bị quạ không đó. Tôi nói vậy là mấy chuyện đơn giản không. Vì thì bây giờ trong cái việc đời bây giờ đó là đã đến lúc là các ngài thấy quá thảm tệ rồi, gọi là việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện kỳ này việc đó, mong tạo quá sắp xong tuồn cổ điển đặng nhân sanh kiến cảnh thế bình hòa, ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa ráng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật thì mùi hương thơm bát ngát, với quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là xong bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hương quán. Như vậy thì bây giờ thiên địa diệt gian rồi đó, diệt rồi đó bây giờ, diệt gian dĩ thiền riêng, cơ thông quả diệt từ đây có rồi đó, có diễn tiến dài hoài tới rồi. Nhưng mà tôi nói vậy là sẽ có một giai đoạn cực kỳ vào tháng 7, tháng 8 năm nay. Bây giờ năm 1936 là cái ngày tăng diệt, đúng tới năm canh tí 2020, gọi là canh tràng. Từ ngày thầy cái đạo đến cái canh tí là canh tràng là dài đó, mà nó đã qua con giáp lớn rồi, qua giáp nhỏ rồi, gọi là canh tràng dạ đoạn. Dạ là lòng, đoạn là đức. Bây giờ nhắc lại lần nữa quý vị coi, phải là đức từ đoạn ruột không? Cái cơn bệnh dịch đó là 2020 đó, 213 nước năm châu thế giới này nó chế dịu được đó. Nhưng mà các con mình dịch cúm corona này không lấy mà đâu chịu được đâu, phải không? Rồi đó là chết vậy đó, là đứt từ động ruột. Bởi vì hỏi với vợ chồng là cái tình nghĩa ăn là nằm chung ngủ đây, thế mà khi bệnh dịch rồi thì ngồi ở ngoài đường đi, Ấn Độ đó ha,
là nó bỏ, nếu ai bệnh là ngồi ngoài đường không chứ vô nhà không được, rồi ai nó đem cơm lại gần đó đó, nó vậy là đứt từ ruộng không, gọi là trong cái năm Canh Tý đó là canh tràn dạ đỏn, dạ là lòng mà đỏn là đứt. Nhưng mà rồi qua đó rồi qua tới năm Tân Sửu chúng ta cũng còn nhận bị luôn, bị liên tục 2-3 năm vậy đó. Mà Đức Thầy chỉ biết là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước mà thay nằm bằng non. Bây giờ quý vị thấy coi phải bằng non chưa, Indonesia nó cũng là bằng non, rồi nào đó là ở nơi đó là Nhật Bản cũng bằng non, rồi nào là ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bằng non, Việt Nam mình cũng 20-30 ngàn người cũng là bằng non. Bây giờ tính người 2 tắc thôi, mà quý vị tính coi 20-30 ngàn người, không biết gì tính bao nhiêu con số, quý vị nói tôi nghe coi. Vậy là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non, mà cha thì chẳng thấy mặt con, thấy chưa được thấy. Bây giờ hỏi cho bệnh dịch gì rồi, thôi bây giờ đi ra chỗ khác chơi, rồi bây giờ đó là đi làm công ty ngoài, rồi giờ là gửi con cái ở nhà, nghe đó là chồng chết vợ chết gì thì đem về có một cái thố, mà trong này đó là cái thố gì mà không biết phải cái tro cốt của ông đó không nữa. Tôi không cho thiêu chứ, mà Bình Hòa Hưng với người ta thiêu muôn trụng vậy đó, rồi là cái cốt cũng nào tôi biết. Giờ lấy cái thố đó thì dán cái tên đó thì hốt nấm cho thì bỏ mẹ rồi đem về chứ không biết cái cốt của ai, mà phải gì không, cốt lộn xộn à. Ừ, nó đâu có xe vậy được phải không, nè thì đem cái tấm hình gì đó để bằng thờ lót lét ra, rồi có phải là đến cái lúc là kẻ tài gian bị lửa thiêu chưa, còn nữa cái đó là hiện tượng thôi. À, ông Phật Thầy ta ông cho biết tới đời là lộ vô nhân đó là không phải đi, đã có rồi đó, hiện tượng có rồi đó, có những lúc trước mà căng không cho đi đó, xe cộ mà từ đây ra tới thành phố bây giờ thấy nó chạy ngớp trời luôn, mà hỏi cho nó cấm không xe nào đi trên chấm tâm luôn. Tôi ở tại cái bệnh dịch vừa đó là tôi ở tại Cần Thơ vậy là gần 4 tháng trời đó, mà tôi nói tôi kiếm cái xuồng tôi giang ra ngoài đường tôi coi thử cái đường sao, cái gì mà trong tầm tay mình mà hưởng ăn mình nó không có rồi đó, nó tiếc hối tiếc. Tôi có giang ghe chuối ngoài cái xuồng nhỏ tôi ra ngoài tôi coi, tôi nó dòm thấy cái đường như nó mừng, nó hồi nào cha mẹ nó chở vậy, hồi nào vậy nó dắt cái đường vậy. Mình đi ra rồi thì tiếng xe là đi là niêm yết cái vụ mà đồ đó là trợ cho cái phần lương thực thôi, cho ngoài đó dán tanh luôn, là lộ vô như đó có rồi đó. Nhưng mà đến đây đó là nhà vô dân cư gọi là điền tan gia phế, rồi đây không ai làm ăn được đó. Tế viên hàng điền tan gia phế, tế nhiên hàng khổ đáo ly kỳ ảo diễn can. Bây giờ đi một cái logic này để cho quý vị thấy rằng cái thời kỳ năm nay đó tới nha. Bây giờ lúa gạo bây giờ hiện tại hôm nay nó là không phải riêng đất nước Việt Nam chúng ta đâu, mà nó đối với chuyện này cả một thế giới luôn. Hỏi chứ bây giờ Trung Quốc bây giờ làm ăn gì, quý vị nói tôi nghe nha. Lục nó đang cuốn trôi liên tục vậy, rồi nhà cửa vậy, rồi nội mình lo cái thăng còn không xong, lo gì ăn uống, thấy không? Rồi nào là những cái nơi đó là bên Mỹ giờ nó thảm họa, nó cháy rừng cái chưa từng có. Rồi thêm cái vụ mà ông nó là Putin tôi rồi Runa nó quánh với nhau xà bằng nó chết cũng tùm lum, mà làm ăn gì nó nói là dắt nó hết nó mắng rồi ha. Rồi các nước đang bị di chuyện trang nữa, rồi thì bây giờ đó là kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, thì tất cả các nước này không còn làm ăn được, thì nói chung ra là tất cả công ty đây cũng đình trệ. Bây giờ quý vị thấy công ty ở ngoài làm gì đâu, một lần làm dễ gì làm khó thôi. Bây giờ nếu làm không có được thì tuôn gì đây, bây giờ làm gì đây giờ ai mướn đâu, là cái gì nó là tôi nghe đây. Rồi đây đó là hạn hán tới, rồi bây giờ làm ăn không được này kia đồ, thì bây giờ phải đối tới chứ sao, thấy không? Kẻ nghèo hàng thêm nỗi đói rồi đau, rất mong mỏi an cư cũng là kẹt, muốn ở yên ở cũng được, mà muốn có cơm tẻ hai cũng không được luôn nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên biết rằng là cái cuộc đời nó đang đôn với chúng ta, là nó đeo đuổi chúng ta là sát bên trời rồi đó. Mà Đức Thầy cho biết là cờ đã thắt rồi, còn chờ nước chiếu. Làm ăn tính thì cũng không xong, rồi bây giờ đó là mua bán thì cũng không được, đi làm mướn công ty cũng không được, rồi ở đây đó là làm thì nói chung ra là nước đây nó cạn kiệt, tới nắng gì đâu mà đi ra ngoài đồng ngồi nắng hồi chịu không nổi, thắng nó cỡ đó ơi. Bây giờ chỉ còn nước ở nhà rồi, nói chung ra là ráng niệm Phật làm sao chứ còn. Bây giờ ở đây mà đi mình linh tinh đến giờ bán số, bây giờ nãy mơ tôi ngồi mới có chỗ quán nước ha, bán hồi đó 15-20 ngự, hồi lại mua chú, hồi lại mua chút mà nó lên ngự ra thôi, ông tiền đâu mua số cho nó, thấy không? Nổi bán số còn có thất nghiệp đó,
Tôi có người ông cậu sát bên đó là ông lấy bữa nhiêu có 70 tấm mà bán nghĩa rồi, bán không được là lỗ rồi nghĩ luôn. Thấy không? Rồi bây giờ đó là mai giá cũng khó khăn giỏi chứ cơm không có ăn có tiền đâu mai quần áo mà áo. Thì tất cả những cái đời này là gẫm trăm nhân dũng lắm người dễ dàng thôi. Ở đây là dễ dàng rồi nha. Năm canh luống những sụt sùi là từ cái canh tí này trở sau rồi tất cả công việc ăn đều sụt hết. Gọi là năm canh luống những sụt sùi cảm trong nhân chủng lắm người dễ dàng. Dễ dàng ra đó. Sầu chung chứ không còn sầu riêng nữa. Sầu chung tới các tiếng thang. Phù sinh kiếp có đoạn tràng thôi. Mà phù sinh là gì vậy? Là con phù du. Phù du nó gặp bóng đèn nó chung vô nó tấp tấp vô nè. Mà thầy cho biết là cái con phù du mà tấp bóng đèn đó là nghe quý vị nghe thầy tả cái năm nay cái con phù du năm nay này nha. Tôi nó tới nha, tôi năm nay nha. Con phù du hận hờ nào biết thấy bóng đèn thì quyết chung vô thảm thương thai chết héo chết khô nhìn đèn nọ thấy một phù du kể phiên trần đã mang mùa thu đeo danh lợi như con giặc ấy giống xe cát biển đông thường thấy tên giả tràn rất uổng công trình khi nước rồng nhờ lúc bình minh lúc nước lớn các kiền tan ra. Như vậy thì bây giờ cái con giá tràng đó xe cát biển đông nhọc lòng mà chẳng nên công nói gì bởi vì cái nước rồng đó là nó lợi nó dơm là cái lầu đài nè nước lớn vô tan rã thì mới sao làm nữa mà làm hoài vậy đó là công giá tràng. Gọi là giá tràng sẽ cắt biển đông nhọc lòng mà chẳng nên công nữa gì. Thì quý vị ở đây lo làm ăn giàu có ở đây đó là vừa qua chúng tôi có trao đổi cái đề là ru con bồ ngủ chưa mê tầm đầu lên kén mà sợi dây phá chuột. Vào tháng 6 năm nay là cái tháng kỷ mùi thì những cái dông gió bão tố thế giới này và cả Việt Nam chúng ta đó là đang ở trên tập trung một cái nhà là một cái chuồng của cái con tầm thì làm phá rồi đó. Nhưng mà nó chưa quan trọng bằng cái tháng 7 của năm nay là cái tháng canh sơ. Bởi vì canh tràng giả đỏ nó canh sơ bắt đầu từ hôm nay và cuối dài đến nó là quý vị thấy sẽ sơ sát hết. Bây giờ quý vị có nghe thông tin là những cái cơn bão nó đang vô liên tục là 3, 4, 5, 6 thì nó vô liên tục không? Mà Đức Thầy cho biết là cuồng ba sớm dậy đó. Trải một lúc cuồng ba sớm dậy trải là những cái thời gian án định khi mà bão nó vô rồi thì cuồng ba sớm dậy chắc nhân sanh sẽ thấy việc kỳ trời đã sắp đặt ly kỳ đến ngày trả quả là nếu nó trả quả rồi thì cái bão là trước cái bão này như vậy là năm trong thế giới này không còn làm ăn được đó là nó bính lúc đó được mà ông ba cho biết á sáng cơm chiều cháo qua đèo tứ phương bảy bữa nặng nghèo không cơm hết trơn cái bảy bữa này là không còn cơm ăn đó. Nhưng mà bây giờ nó quan trọng của năm nay Đức Thầy nói về tháng 7 năm nay quý vị nghe nha. Đức Thầy biết á khi mà ngài mới ra đời đó là đại diện thế chiến thôi là mèo kêu bá tánh lao sao đó chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê con ngựa là đáp con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao khỉ kia cũng bị sáo xào canh phi gà gái mới đầu mới ngưng thì Đức Thầy cho biết cái thế này nè khổ giới tham ngày nay có mấy sợ mai sao dẫm thấy bài hồn trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông mau núi sườn tha thiết. Như vậy thì bây giờ đó là thầy nó khổ thảm ngày nay có mấy lúc thầy ra đời chưa có mấy đâu nhưng mà quý vị nên hiểu rằng là chỉ mai sao mai thì tôi chỉ là trong cái năm nay chỉ là cái năm kết thúc thầy vào cái âm dương. Tất nhiên là chỉ còn cái năm nay nhưng mà tháng 7 năm nay coi chừng chúng ta là bay hồn đó là chỉ có cơn bão vô bay hồn thôi cho hỏi chứ gì bây giờ nó là ba cho biết là mai sau bão tố thì đình sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu mà bão bây giờ nó vô là quý vị nghe nó báo là cuồng phong không nghĩa là nhà cửa gì bây giờ nô nội bên Trung Quốc mà quý vị mà mở mạng lên coi cái ha thôi không còn tả nổi nước gì mà nó cuốn trôi nhà cửa nó trôi nó bứng bực bưng trơn rồi đứng mà dòm mà bay hồn khắp dưới luôn mà không còn thấy rồi được phải không. Đó,
Như vậy thì bây giờ coi chừng đó là chúng ta bữa năm nay là đi vào cái tháng Canh Sơ rồi, là tháng là Canh Thân rồi, thì từ đây trở về sau quý vị nghe thông tin là bái thiên cơ bốn phút của thầy đó, bởi vì đến lúc là thêm gạo lúa là ta nhắm mắt rồi. Quý vị nghe thầy nói phúc không, gọi là thêm gạo lúa lại tăng giá mắt, nhìn cuộc thế đó hả, đổi thay quá gắt luôn. Mái thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành xi như thể tinh bay, đường dinh dục rủi mai một lát, có nghĩa là đang thay đổi từng giờ từng phút đó. Bây giờ cái phút này quý vị nghe gì nó khác không, hầu cái mở mạng thông tin cái nghe cái khác, hầu mở bên đây cái nghe nó khác, bởi vì nó đang liên tục là thay chuyển cái quả địa cầu chúng ta, và kể cả động đất, kể cả các nơi quý vị nghe coi, nó thông tin nó rền trên rồi. Mà hồi lúc thầy mới ra đời dạy đạo nó có hai cái này rồi, bây giờ nó chung lại. Hồi trước đó đức thầy cho biết thế này nè, cuộc thế giới chuyển quay như trong khuyên dân tình, hãy lắng mà nghe. Hồi đó là nó rồi, hồi đó người ta bắt là vô lên đó là vào cái bữa thứ bảy hoặc là chiều tối mấy giờ để mới nghe được cái tin thế giới. Qua phần thứ hai đức thầy cho biết á, mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, nam ban cảnh khổ cùng kề bên tai. Vậy là mắt với tai, mà hồi xưa thì nó trong cái bữa thứ bảy đấy, chừng tối chúng ta nghe mà được. Nhưng mà bây giờ đó, đây là máy Bluetooth nè, nó lên đây trơn, nó là quý vị mở là thấy hết, giữa nghe thì thấy một lượt một luôn. Như vậy thì hai cái này nó nhập vô một cái một rồi, là thời kỳ đã hết quý vị ơi, hết rồi. Gọi là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tạm diệt lập đời trở lại khắp lễ thứ, biến di thương hải dùng phép màu lập lại thương ơn. Như vậy thì bây giờ để thầy cho biết á, bắt đầu đến đó nè ngang. Nó chiều rồi lại đối mai, dương trần sập dương bệnh trời từ đây. Vì thì có cơ trời diệt thôi, chứ không ai làm thế gian này đối chứ. Không ai làm thế gian này mà nhà cửa tan nát đâu. Chỉ có ông trời, ông diệt mà đức thầy chúng ta đã dừng tay rồi. Bây giờ trở lại thêm cái giai đoạn bữa hổm mấy đệ này, bữa đó ngồi Diễm Hai Mi đó, có hỏi chúng tôi xin phân tách riêng thêm về cái phần này để quý vị thấy chúng ta đi vào cái kết thúc đề tài nha. Thứ nhất, đức thầy đi khi mà ngài mới ra quỷ nhất á, đi vào Lục Châu đó, đức thầy cho biết là Hạ Nguyên nay đã hết đời. Bây giờ cái Hạ Nguyên gọi là Hạ Nguyên Hạ theo cái chu kỳ của cái Tam Nguyên đó, là từ cái Thượng Nguyên Thượng, Thượng Nguyên Trung, Thượng Nguyên Hạ, và Trung Nguyên Thượng, Trung Nguyên Trung, Trung Nguyên Hạ, và Hạ Nguyên Thượng, Hạ Nguyên Trung, Hạ Nguyên Hạ. Đây là từ cái giấc di thấp này là Hạ Nguyên Hạ này sẽ chuyển qua cái đời Thượng Nguyên Thứ Nhất, gọi là Thượng Nguyên Thượng. Như vậy thì bây giờ đó là khi mà đức thầy đã đại đạo năm 1139 á, miệng chích môi đầy văn tao nhã hạ bút thành thơ đã đại khai, khi mà thầy hạ bút quỷ nhất á, Hạ Nguyên này đã hết đời. Phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng khắp trong trần hạ, nhộn nhà xiết chi ngồi buồn điên tỏ, một khi bá gia khổ não. Vậy thì từ đây, đây chúng tôi chia đoạn một cái khúc này nha, cho quý vị nghe hết một cái đoạn văn. Vậy thì Hạ Nguyên này đã hết đời, mà sao mà hồi năm 39 tới nay là thầy dạy đạo là tính ra là 84 năm rồi mà cái đời hết đâu. Kính thưa quý vị, năm 1936 năm đến cầu hoàng dĩ sổ, thì bắt đầu đến năm 2020 đó là trở là cái ngày tặng diệt là đời đã hết đó. Không còn nuôi dưỡng nữa, gọi là Hạ Nguyên đã hết đời, là hết ngay từ cái lúc 2020 đó là hết đời đó. Nên Phật Trùm cũng cho biết là tiên sanh ưu tí vậy thì, địa tịch ư sủ vậy thì chẳng sai, nhân sanh ư dằn bằng nay, đầu nguyên giáp tí mà sanh rài lưỡng nghi, mà chỉ có lưỡng nghi là vào năm nay thôi đó. Như vậy thì bây giờ hết đời là ngày trăng giao vào 2020 là Hạ Nguyên đã hết đời, phong ba biến chuyển. Khi mà từ cái diễn tiến của 2020 này trở về sau đó là phong ba biến chuyển, là thay đổi từ cái thời tiết, từ cái giông gió, từ cái gia can. Bởi vì kỳ này đó là nghĩa là quân thần can, phụ tử can, đó là phu thế can đều bị đã rời hết. Mà ông ba cho biết là đạo vợ chồng con cháu một đùm của mê thiết vị đức đùm con hai, hay là cuộc giặt áo cho chắc vợ chồng ngủ mê thiết vị cách lòng phân hai. Vì vậy thì khi mà hết đời rồi là chuyển biến của tất cả từ gia can
cho đến là thời tiết, mà thời tiết đã thay đổi rồi, gọi là trời giông gió sái mùa sái tuyết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy trần thế hãy còn lưỡng lự là tính hai đường, nửa có tu nửa không. Muốn tu bà còn hãy chần chờ, việc thế gian như thể cuộc cờ mà thắng với thói một hai nước tướng. Nghĩa là cờ chúng ta thắng với cờ rồi, nghĩa là ta chiếu xuống là bí rồi, mà ở đây không còn là con chốt là chi. Tất nhiên là danh lợi cuộc sống đây là một cái con chốt. Như vậy thì chúng ta nên biết rằng cuộc đời nó đang đôn với chúng ta, đang đôn liên tục chúng ta, là chúng ta không thấy rằng là sẽ bay hồn kim vía. Mà Đức Thầy chỉ biết là bay hồn khiếp giết kể từ đây đó. Nhắn gửi cho ai rồi trách Thầy: trời hạ năm dê chưa nửa nửa, từng quần mới tạo cũng lần xây. Lần xây thiện tính rõ chân Thầy, chứ nắm tính thàm cho dỗ quay. Ngày lụm tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy cái hay hay. Mà hay hay năm nữ mới thỏa lòng phay, nó chẳng thì ra chỗ trách Thầy. Muốn sớm tận nhìn eo rụng trì tâm tu niệm, để rồi đây, rồi đây ố rụng sót lòng thay, uống tiếc công trình bấy đến nay. Như vậy thì chúng ta đã có tu rồi, cái Thầy mới uống tiếc. Bây giờ nửa chừng mình tu mình nghĩ Thầy muốn thiết, chứ còn mà quý vị mà không nghĩ tu Thầy đâu uống thiết. Như vậy thì bây giờ đó là đừng ham cho đó thiệt hơn. Tu niệm trái sờ ngủ lắm cho ngon. Như vậy thì bắt đầu từ 2020 này, gọi là hạ nguyên đã hết đời. Rồi phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, từ cái bệnh dịch cho đến giông gió bão tố, cho đến cuồng phong, cho đến những hoàn cảnh đưa đến đây đều đổi dầu về gia can hết. Rồi mới đến là năm mèo kỷ mão. Bây giờ từ ngày Thầy khai đạo cũng là năm đó là kỷ mão. Đức Thầy sinh năm Kỷ Mùi, mà cái đại lễ năm nay, cái đại lễ 18 tháng 5 mà nó nằm con mèo cái trong này nè, gọi là Quý Mão. Hai con mèo con là ba con mèo, mà ba con mèo này đó là nó nằm thêm cái quan trọng nữa là thêm cái tháng Kỷ Mùi. Vậy thì bây giờ nó là khí đòn gì gặp lũ dê, Bắc Nam phải chịu thảm thê quả sầu. Hay là ông Trần Trình ông cho biết thêm sang thu chính quyết hồng tứ giả, nôi đàn dê tranh phá nơi nơi. Sang thu là bắt đầu từ cái mùa thu quý vị, quyết là máu, hồng là chảy loang, tứ giả là đông tây nam bắc, gọi là sang thu chính quyết hồng tứ giả, nôi đàn dê tranh phá nơi nơi. 1943 là cái năm đó là giặc đã có rồi, bọn chú cu đã trách Thầy rồi. Bây giờ nó đã theo đàn dê này hoài dài hoài, tới năm nay là cái năm là Quý Mão lại tháng Kỷ Mùi, gọi là đúng ra là chừng gặp tuổi mùi và tánh biết thân. Vậy thì ru con mà ngủ chim bê mà tầm đầu lên kéo xì dê phá chuồng rồi. Bây giờ là nhà cửa năm châu thế giới này bây giờ đang phá tan bệnh tới bước đang đầu, nhưng mà nó chưa bằng qua tháng 7 năm nay là sơ sát, gọi là giường qua ngõ khỉ dầm chiêu chích. Rồi đây cảnh tới này có thể là chia lìa tình nghĩa phu thê chồng vợ gì đó, rồi hoàn cảnh khó khăn á là khổ não gì đó, rồi đối khác gì đó, gọi là chiêu chích. Chiêu chích là sự là than gian và nó khổ não lắm. Rồi trở lại thêm cái bài sứ mạng Thầy nói năm nay. Trước đây thì chúng tôi có trao đổi cái đề là năm Tý không có lễ, năm Sửu không có lễ, nửa năm Dần có lễ. Mà nửa năm Dần có lễ này là đã trải 2 năm dư. Từ ngày Thầy khai đạo năm 1939 tới năm 64, đạo Tư Cách Pháp Nhân được ông Lương Trọng Tường làm hội trưởng và truyền của đạo Giáo Hảo trong cái phận sự của giáo hội. Và tới năm 1975 đất nước thống nhất rồi, thì lúc bấy giờ là không còn đạo, không còn hoạt động nữa. Tới năm 1999 thì được 99 này được ban thành lập ban đại diện của Phật Giáo Hòa Hảo, là được cái sự thông lưu về đạo đức cho đến năm 1999 này. Cho đến năm 1919 là còn có mùa đại lễ liên tục ra. Và chỉ có năm đó là 2020 thì không có lễ thôi, 21 là Tăng Sửu không có lễ thôi. Mà vào năm 22 là giữa năm 22 là có đại mùa đại lễ 18 tháng 5, gọi là đã trải 2 năm dư là 2 năm rưỡi. Mang một túi đồ thư, đồ thư thì rất bắt quái đồ, càng khảm cảm trắng cắn ly không đài. Trong đó có tứ tượng là Đông Tây Nam Bắc. Quan trọng của lực âm dương năm nay là năm rồi dương năm nay âm, thì chứ giữa nó có vòng tròn chỉ ít hai con mắt bên trắng bên đen, mà qua dương là năm rồi dương qua nơi âm rồi, gọi là qua dương cơ khí. Qua dương nó là qua cái năm rồi nam dương nơi nữ âm nè, mà dương cũng gọi là qua cái tháng 6 này, gọi là qua dương. Qua dương cơ khí người ta lập trí hiện nhân nên mới có cơn, tự nhiên nổ lên mới có cơn, nên mới có cơn thắt sơn mới tiếng nổ, mới quy cổ diệt kim. Cũ y nhiên tình duyên tâm báo đổ máu tu rơi khùng mới nó chơi ban phục. Từ những cái hiện tượng vừa qua
là mạch nước ở trên nó là những cái vùng núi non, là hỡi bá tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Những cái khi mà nước đó là thị quả thổi lên, rồi cái thạch quyển thổi lên, thì nói chung là đền vàng địa ngọc như này là vàng đúng tuổi thì tung ra một cái. Nhưng mà bây giờ đó lỡ thầy cho biết ngọc ẵng non cô mà tại lửa lò rồi, đang nóc đường rực này để chi, để chờ cái cơ trời ẩn định sắp tới đây, thì chừng nào tiến sắp núi giang thắt sơn lộ dĩa đền vàng bảo thai mà đức thầy đã đời về đạo hôm nay cũng theo lực âm dương của trời đất và trở lại dùng bãi núi trên thì thắt sơn màu diệm dưới sông của Long Giang, mà năm nay đức thầy đưa vào một giai đoạn là âm dương kết liễu, nên đức thầy cho biết thế này đây. Không toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo thích ca. Như vậy thì bây giờ gắng tu hành nha, ngõ lời khuyên nhân loại khắp bằng xa. Vậy thì đức thầy cho biết là sao đến hưởng đây. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được gần bể Ngọc Long Xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Vậy thì đến rằm tháng 8 năm nay, mà Đức Thầy chỉ biết trong bài sứ mạng là đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu cùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, chỉ kẻ xa gần rõ biết hầu ẩn năng cái quá làm lành, còn kẻ chẳng tính tâm sao đền tội, là cũng chẳng trách Phật thi không chỉ bảo. Rồi qua tháng 9 năm nay đó, theo lời trên kia của các ngài cho biết á, chó ai bỏ nhà quan à, không có ở trong nhà luôn á, thay trâu chết đói, bởi vì nước quá nước rồi mới thay trâu chết đói ngủ ngang xóm làng, heo tôi đưa đúng làm hàng cạo lông chia thịt ngon toàn Nam Châu. Vậy thì Sài Gòn gia định ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ lướt cây, nước Nam chứ không phải nước Tây, tại ai chẳng tưởng mới gây sự này, kẻ hốt bớt rồi đâm đầy đông sao cho khỏi ruột mày, nghĩa là chó ăn. Vậy thì bây giờ đến cái sang thu mà qua đông đó, không minh giờ có gió dùng công, còn ta nhờ được mũi mòng bài tan. Xin chớ chấp kẻ lầm lan xối, để đức lành ta rồi khắp nơi, non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Như vậy bây giờ đó là chuột nhỏ đào lỗ quá sâu, nằm hang ca hát ai đâu biết gì, châu tôi chứ dỗi ai bì, chờ cho nước cạn mất thì cài chơi, mặt tình đúng buổi nghỉ ngơi, thượng quân ăn tết chiều mai đã gần. Và trở lại kết thúc thêm cái đề là nói thêm cái bài công không, để vì biết rằng là cái năm nay là năm kết thúc. Như vậy thì bây giờ đại đạo giáo dân dân bất tri, thầy đem cái đạo lớn Đức Thích Ca Mâu Ni phụ là giáo là dạy mà dân không dũng tri trơn á, bởi vì thiên tào đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới trong buổi hạ quân này sai mê giặc dục chìm đắm trong cái bỉ lệ danh mà gây nên nghiệp quả lực trời đà, chỉ tội xét kẻ thiện căn để ít người tội ác quá nhiều, bây giờ tội ác quá khứ rồi các ngài mà diệt thôi. Vì thì đại đạo giáo dân dân bất tri khai năng bạch phát đại hạ thi, Đức Thầy chúng ta 104 tuổi rồi, nghĩa là bạch là trắng phát là tóc, ông già ngoài đường 104 tuổi thì đã tóc là mặt trắng rồi, thì vinh qua quý chung hoàng mộng năm châu thế giới rồi đây với chắc chim bao, thì kỳ cá quy niên thấu với kỳ là quy định chúng ta đến 2023, mà ngày xưa Đức Thầy nói là 2 lần 2 là mấy đó anh em đồng đạo, nó 2 lần 2 là 4, thầy nói đó là của chương, đây là bài tổng đố, 2 lần 2 chỉ có 3 thôi, thầy cầm giấy xé 1 lần 2, 2 lần 2 là chỉ có 3 thôi quý vị, là quy định chúng ta 2023 là năm nay là năm kết thúc của cái chương trình, nghĩa là Đức Thầy sẽ trở lại để định ngôi phần thứ gây cuộc của mình do quốc chư ban. Này là thời kỳ cùng cuối buổi hạ nguyên, hôm nay chúng ta chưa gặp Đức Thầy nhưng mà gặp chánh pháp. Mỗi lần mà chúng tôi ta nghe được cái chánh pháp, nghe những lời vàng ngọc, thì biết bao nhiêu người đã phát tâm tu hành, cả những cái việc hôm nay chúng ta còn trân trọng giữ được trong cái vòng tay yêu thương của Đức Thầy, những lời vàng son châu ngọc, những kho tàng pháp bảo và những lời đó, những lời mà chúng ta để am hiểu hôm nay là do cái nhân duyên nhiều tiền kiếp. Mà Đức Thầy cho biết là duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước á, thiện duyên hữu phần. Như vậy thì chúng ta đã có duyên phần với Đức Thầy rồi, nếu cái kiếp này đó là chúng ta mới được gặp Phật pháp, chúng ta được sự tu hành,
nhất là những cái diễm phúc là chúng ta được sống trong cái vùng đạo gọi là vùng thánh địa, là những cái nơi Đức Thầy sanh trưởng, tạm mượn con Đức Ông, con Đức Bà và Ngài trở lại đất nước Việt Nam, đang sửa sang cho thượng tín được rành chân lý. Và Ngài còn dâng năm sắc lệnh, tất nhiên là trở lại kỳ này, sứ mạng của Thầy, Ngài có bổ nguyện rất lớn lao, để rồi đầu ngưỡng vọng đất trời, minh chứng mà tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đạo Thầy cũng dựng mà đời Thầy cũng dựng. Rồi nào là rốt cuộc tương lai do quyết định mà phương trời xa thẳm nắm quyền quay, tất cả những nhân duyên hôm nay chúng ta phải chờ đợi lĩnh Thầy và chờ đợi lĩnh Ngọc Đế. Mà hôm nay những cái sự việc mà nó xảy ra đó không phải là ngẫu nhiên, mà đây là ơn trên nó sắp sẵn rồi, gọi là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu. Phải chuyển xây cho đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tiêm tắc mà sử phong người cùng giặc thượng phong, cho rương dương trần rõ lực thiên công mà có địa ngục thiên đàng hay chẳng. Tất nhiên là những cái ngày đến đây gọi là cái ngày phong thần, mà phong thần thì nghĩa là trừng phạt và ban thưởng, đó là một cái cơ trời ấn định nó sẵn, chúng ta phải còn nghi nan ngày nữa. Hôm nay đứng trong cái chặng đường đây, bữa nay là cái bữa mùng 2 của tháng 7 mà vào tháng gọi là Canh Thân. Trước đây chúng tôi đã có trao đổi nhiều cái đề tài, là chúng tôi nói rất là nhiều về từ cái giai đoạn là từ cuối năm Thìn và con giáp lớn, con giáp nhỏ, và dài từ cái Canh Tý và trở gì sau nữa có những gì. Thì hôm nay chúng tôi xin trao đổi một cái đề này, đó là cái đề rất quan trọng để đồng đạo chúng ta nghe từng lớp và nghe những thời đại nó sẽ chuyển như thế nào, để rồi anh em chúng ta ráng tu cho nó kịp thời kỳ Long Qua Đại Hội, chứ nếu không thì chúng ta không thể nào mà kịp tới cái ngày mà Long Qua Đại Hội được. Tại Đức Thầy đã cho biết trước rồi, coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu cứu giúp sanh linh, nếu để chờ sấm nổ gian thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn. Vì thì những cái sự việc vừa qua thì Đệ Hiếu cũng có hỏi lên là những cái điềm trời, điềm đất, điềm người là những cái điềm không. Bây giờ nếu mà căn cứ theo lời của Thầy, Thầy nói đó là đã thấy lộ, dòm thấy mà nó lộ lên cho mình biết luôn, gọi là thấy lộ cơ trời. Mà cơ là xây chuyển, mà ông trời đó mới xây chuyển theo cái dòng tạo hóa của nhân loại đó, là báo ứng. Bởi vì nghĩa là báo ứng nhãn tiền, Phật trời báo ứng nhãn tiền khắp thông trong thiên hạ đảo quyền từ đây. Tất nhiên là thấy trước mắt rồi thì đảo quyền, tất nhiên là thay đổi, mà thay đổi kỳ này gọi là thay đổi rất nhanh. Vậy là đã thấy lộ cơ trời báo ứng, rồi diệt lộ gian, tầm kiếm con tiên. Thì từ cái giai đoạn này là diệt lộ gian, mà lý do nào lại diệt? Nó đúng vào cái lực âm dương của trời đất chưa? Đúng vào cái thời kỳ chưa? Đây quý vị nghe cái đoạn văn này Đức Thầy nói, mà chúng ta nghe tưởng chừng như là nó đã đi đến vào một giai đoạn cực kỳ. Bây giờ Đức Thầy cho biết thương hải tan điền, những cái gì mà đất này nó sẽ tan đi. Một là đất sập, hai là trong cái việc làm ăn kinh tế, lúa thóc gạo gì nó lên băng đó, người ta gom cho làm, nhưng mà rồi đây sẽ tan điền, để không còn làm ăn nữa. Gọi là thương hải tan điền, ắt chẳng yên. Yên là không có còn phải như hồi xưa nữa. Chúng ta phải bị trong cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, nạn đói khát, rồi cái nạn thiếu nước, rồi cái nạn đó là giông gió bất thường, gọi là thương hải tan điền, ắt chẳng yên. Thiên địa diệt gian, bốn cái chữ này đó tôi xin phân tách rõ thêm cho quý vị nghe từ cái chi tiết cho rõ nha. Là trời mà địa là đất, diệt là bỏ, mà bỏ ai? Bỏ người gian, là cái người gian ác á. Như vậy thì bây giờ thiên địa diệt gian, mà theo cái lực tuần hoàn của tạo hóa đó, là năm rồi đó là nam dương, mình hôm nay là nữ âm, gọi là hai cái này nó kết luận lại là thiên địa. Mà thiên địa diệt gian, tức như là diệt người hung á, không còn đó là nuôi dưỡng nữa, gọi là thiên địa diệt gian, mà dĩ thiện riêng là dành riêng cho cái người hiền hưởng. Cơ thâm quả diệt từ đây có, mà từ đây là từ nào quý vị?
từ đây là từ cái giai đoạn Tý 2020 là sẽ có hoài tới đấy, là trong cái lúc của cái thời kỳ khi mà trở lại cái ngày đợi ngôi thiên đức á, nó quan trọng của cái năm nay lắm. Cái năm nay là cái năm giữa cái âm dương kết liễu, chút xíu tôi cho phân tích thêm rồi đó, gọi là thiên địa diệt gian dĩ thiện riêng, cơ thâm quả diệt từ đây có, mà từ cái năm Canh Tý trở về đây là những sự việc xảy ra đó liên tục chứ không thể dừng được, gọi là cơ thâm quả diệt từ đây có, bộ máy thiên cơ ắt đảo quyền. Quý vị thấy từ cái năm Tý đó, trở lại đó là 2020 đó, bởi vì nó qua cái năm Tất, qua năm Hợi rồi, mà Đức Thầy viết qua năm Tất Hợi Phật Trời Định Thanh, đã đỉnh rồi đó. Chim ô đà giữa cầu ngăn, người xưa chở gót cho gần người nay, người nay rồi diễn thảo ngay, thì là thấy tặng mặt mày người xưa. Phải có một cái ngày là tới thầy tôi chúa cùng nhau gặp. Như vậy thì chúng ta nên biết rằng cuộc đời này đang diễn tiến, nó là vào cái năm 2020 là gọi là cơ thâm quả diệt từ đây có, bộ máy thiên cơ ắt đạo quyền. Nhưng mà đến giai đoạn thầy biết là tất hợi nhị niên giai tiền định, quần lai thượng cổ bình yên.